Xin chào các bạn đến channel của Nhạn Vlog. Đây là nhà, cái chỗ ươm cá này các bạn. Đây bán các loại cá giống nha các bạn. Đó thì mỗi mùng thì mỗi giống nó khác nhau. Mấy chục loại cá là các bạn. Các bạn đặt giống gì cũng có nha các bạn. Đó. Đây là mình cho ăn thử các bạn xem nè. Ở đây là cá đuôi hồng nè các bạn. Đó. Con nào con đấy mà sỏi sỏi lắm các bạn ơi. Đó. Cá điêu hồng rồi là cũng bán ký có bán con có rồi các bạn, tùy theo. Các loại cá cá nào cũng có loại bán ký, loại nào cũng có loại bán con các bạn, tùy theo giống nha các bạn, chứ không phải con nào cũng bán ký nha các bạn. Đó. Đây là cái cá chép già nè các bạn. À, cái giống nào cũng có chừng á, các bạn liên hệ với số điện của Nhạn Vlog đó các bạn, thì ở đâu nhà cũng giao nha, bên Mỹ cũng giao nữa, ý lộn, mình Mỹ Tho các bạn, mình Mỹ Tho, tùy theo xa gần nhiều là ở đâu nhà cũng giao nha các bạn. Đó đây nè, đó review cho các bạn xem những cái chỗ mà ươm cá này các bạn, đó các bạn điện đặt nhãn ở đâu cũng giao hết nha các bạn. Đây là cái này là cái chê đó các bạn, cái chê này mình bán ký nè các bạn. À, thì tùy theo cái đầu con nhiều ít, ví dụ ký mà đầu con nó 130, 140 thì giá nó khác, 160, 170 giá nó khác các bạn. Có gì liên hệ rồi các bạn nói số đầu con rồi cái nhận vlog nhận nói giá cho các bạn, vừa ý thì mua vừa ý thì thôi, không có gì các bạn, ủng hộ nhận vlog với các bạn. Đó thì cái này là cá tây tượng trước đây là các bạn, nó đủ mỗi mùng là mỗi giống đó các bạn. À, đây là cá cha có nè, có dồi đém có các bạn. Đó, mỗi mùng là mỗi giống nè, thì cái này là cá cha nè các bạn. Đó, ngừ thì kêu cá dồi đó các bạn. Đó, đây là cá sặc gằn đó các bạn. Đó. Sặc gằn ở bên đây cũng sặc gằn nè các bạn, cái mùng bên đây cũng vậy, cũng sặc gằn luôn. Cá rô có giống gì cũng có cho nha các bạn, bán các loại cá liên hệ thì giống nào cũng có cho nha các bạn, cá nuôi kiển cũng có nữa, có gì các bạn cần giống gì đó các bạn điện rồi cho giá cả mà ấy, rồi nhận giao tới chỗ các bạn. Đó, đây là cá sặc vàng nè các bạn. Ở bên đây cá gô đồng mình đó. À, cá gô đồng cũng có bán mà nó bán ký đó các bạn, cá gô đồng á. Tùy theo cái đầu con các bạn. Ví dụ như đầu con mà 120 con ký thì giá nó khác, 150 ký con thì giá nó khác nha các bạn. Đó, chứ không phải là ký rồi là giá một giá một, nó tùy theo đầu con các bạn. À, thì quay tổng thể cho các bạn xem cái chỗ mà chỗ dựa này này các bạn. Nói các bạn giờ mà nó thì nhiều mùng lắm, nói chung là tại vì mà mỗi giống thì mình để một mùng gì đó các bạn, mỗi giống thì một mùng gì đó. Nó thì thứ thì bán con có các bạn, cũng bán ký có đó, thì mình liên hệ thì họ mua cái giống nào đó thì nói giá cho các bạn xem, vừa ý thì mua, không vừa ý thì thôi, không có gì, các bạn ủng hộ, các bạn ủng hộ mua nhãn giao tới chỗ rồi các bạn. Đó thì qua dắt bên đây cũng vậy nè các bạn, cũng các loại bên đây thì cá trắng nhiều, cá chấm cỏ, cá mè hôi, cá gì cũng có cho nghe các bạn. Đây. Đó. Đó thì ở đây là cá hường nè các bạn,
Cá hường này cũng bán ký nha các bạn. Cá hường này bán ký. Đó, các bạn dòm ha, cái chỗ nuôi dòm thấy hoành tráng không? Nó nói chung là các loại giống mà. Các loại giống cá hết trơn. Đó, nè, chỗ này là mấy cá trắng nè các bạn. Đó, ở ngoài nè, ở ngoài dèo mà cá nó năng năng mấy cái mồi tàn không mà nó bành kia. Nhiều khi thảy vô trong cái dèo đó, vô các bạn nó nhảy ra đó các bạn. Để gì đó mà nó mau lớn vậy đó. Nó bu theo dèo nó ăn gông có mồi tàn tan ra cũng có các bạn. Đó, mấy cá trắng thì nhiều khi phải chạy oxy cho nó cho nó khỏe ăn cá. Nhiều khi mấy cá mới đem về các bạn thì chạy oxy vậy đó. Cái gì? Đó, các loại cá này là bán ký nè các bạn. Cá này là bán ký cái cá hường đó. Thì ở đây thì mấy cái dèo nhỏ là cũng vậy nè các bạn. Đây thì cái cá mà mùng bự là cá bự không đó. Cá cũng chậm cũng 130 140 con ký đó. Thì tùy theo nhầm nhầm con bán ký hay nhầm con bán con. Như như mấy cá khác như cá hô cá đồ thì bán con các bạn. Thì nó là nhầm con thì bán con các bạn. Thì các bạn muốn cần cái giống gì đó các bạn nói thì nhãn vlog nói các bạn vừa ý thì mua, không vừa ý thôi, không có gì. Nó thì xung quanh cái chỗ ương cá nó vậy đó các bạn. Các bạn ủng hộ nha các bạn. Ủng hộ mua đặt trên số điện của nhà Vlog rồi các bạn. Ở đâu nhà cũng giao hết. Từ bên Mỹ thôi, bên Mỹ thì giao không được thôi, chứ Mỹ Tho giao không được các bạn. Ở đâu cũng giao được. Lê Dung, Lấp Giò ở đâu cũng giao được các bạn. Sa Đéc đồ chứ miệt mà Vĩnh Long được các bạn. Thì giao hết nha các bạn. Đó. Có ngoài bây là ở bên Mỹ là giao không được thôi nha các bạn, chứ ở trong Việt Nam mình nó do giá cả thôi, chứ đâu rồi giao không được cho các bạn. Rồi xin chào các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhãn Vlog, và có mua đăng điện nhãn Vlog ở đâu nhãn cũng giao các bạn. Xin chào, cảm ơn các bạn ha, xin chào.